Top 9 cách tạo dáng chụp ảnh với người yêu hot nhất hiện nay. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo các cách tạo dáng chụp ảnh với người yêu. Bạn nhất định phải tham khảo các cách chụp nếu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp cùng người yêu của mình. Đã đến lúc những kiểu tạo dáng sượng chân cần được thay đổi ngay rồi đấy. Trong những chuyến đi du lịch, những buổi hẹn hò, đi uống cà phê, ăn uống, dã ngoại, dạo phố, cùng nhau việc check-in chụp ảnh là không thể nào thiếu, nhất là đối với các bạn trẻ. Đối với mỗi đối tượng chụp sẽ có những cách tạo dáng khác nhau. Nếu bạn muốn chụp ảnh couple với người yêu của mình, thì bạn nhất định phải tham khảo các cách tạo dáng dành cho cặp đôi sao cho thật show deep và cool ngầu. Hãy xem hết video này để tham khảo những cách tạo dáng chụp ảnh với người yêu độc đáo sau đây nhé! 1. Nắm tay, âu yếm. Với những người yêu nhau, việc nắm tay âu yếm nhau là cử chỉ đương nhiên. Vì thế hãy tận dụng những khoảnh khắc tự nhiên này và lưu lại trong các bức hình của mình. Bạn có thể cùng nắm tay, cô gái ngả vào vai chàng trai. Một cái hôn thật nhẹ nhàng cũng đủ khiến bức ảnh của bạn thật tình tứ và đáng yêu. 2. Nhấc bổng người yêu. Tạo dáng chụp ảnh với người yêu sao cho độc đáo. Hãy nhấc cô nàng lên cao và ghi ngay lại khoảnh khắc hạnh phúc siêu ngầu này đi nào. Vừa có ảnh đẹp, độc, vừa khoe được người yêu bạn có thể lực tốt, quá tuyệt phải không nào? 3. Xoa đầu người yêu. Các chàng trai thường hay xoa đầu, xoa má người yêu của mình. Hành động này rất đáng yêu, cô nàng trông thật bé nhỏ và được chàng trai che chở, bảo vệ. Bạn có thể áp dụng ngay cách tạo dáng chụp ảnh với người yêu này để có một bức hình đẹp nhé. 4. Ôm nàng từ phía sau. Kiểu chụp hình couple này cũng đã quá quen thuộc, không chỉ chụp trong những khoảnh khắc đời thường mà chụp ảnh cưới kiểu này cũng rất hay được áp dụng. Hai bạn chỉ cần nhìn về một phía tự nhiên, chàng trai ôm từ phía sau cô gái và để cho đội ngũ hậu quần lo liệu bức ảnh tình tứ của hai bạn nhé. 5. Selfie trong gương. Chụp ảnh trong gương cho các couple không chỉ không hạ nhiệt mà còn trở thành trào lưu rất hot trong những năm gần đây. Những bức ảnh cực đáng yêu, cá tính lại giúp cho các chàng trai cô gái hách dáng cực đỉnh. Kèm theo các app xử lý ảnh sẽ khiến bức hình của bạn hết nước chấm. Cùng thử ngay nhé! 6. Tay trong tay. Một kiểu tạo dáng chụp ảnh gối đầu dành cho các chàng trai cô gái đang yêu nhau chính là tay nắm tay, tay đan vào nhau hoặc xòe bàn tay khoe nhẫn cặp, đồng hồ cặp trong bất cứ background nào. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nắm tay người mình yêu, đi đến những nơi chưa từng đến, ăn những món chưa từng ăn và để lại dấu ấn qua những bức ảnh phải không nào? 7. Dắt tay nhau đi khắp thế gian. Hoặc bạn có thể áp dụng ngay cách tạo dáng chụp ảnh với người yêu này, vừa đơn giản lại không cần quá đầu tư nhiều về make-up, trang phục. Đây cũng là hot trend của các bạn trẻ trong những năm gần đây với hashtag Follow Me và Followers. 8. Bắt những khoảnh khắc tự nhiên, đáng yêu bên nhau. Những khoảnh khắc tự nhiên nếu được bắt kịp bức ảnh sẽ luôn luôn ngọt ngào và đáng yêu. Vì thế, nếu có một tay chụp chuyên nghiệp, bạn chỉ cần tự nhiên thể hiện những cử chỉ thân mật bên nhau. Việc bắt chọn khoảnh khắc cứ để các nhiếp ảnh ra lo. 9. Tạo dáng giống nhau. Tạo dáng giống nhau thì như thế nào nhỉ? Bạn sẽ bất ngờ vì bức hình vừa đáng yêu lại vừa ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi một nửa còn lại của mình cũng có chung sở thích, cá tính và phong cách khi chụp ảnh cùng nhau phải không nào? Một bức hình đẹp không chỉ hoàn hảo về tạo dáng mà còn ở thần thái của bạn có được thoải mái, vui vẻ hay không. Việc tạo dáng cho các cặp đôi khi chụp ảnh couple đôi khi không quá khó như bạn vẫn nghĩ. Chỉ cần một background chất lượng, một cái nhìn lờ đáng và chịu khó diễn như thật cùng người yêu, bạn sẽ có những bộ ảnh để đời để sau này đem ra ngắm nhìn lại, mỉm cười vì mình đã có những khoảnh khắc thật đẹp. Một số điều bạn cần lưu ý khi đi chụp ảnh couple. Hãy chuẩn bị trang phục để cả hai bạn cùng tông sệt tông. Những bức ảnh chỉn chu về trang phục sẽ đẹp mắt và ấn tượng hơn. Giữ tinh thần sao cho thật thoải mái, tự nhiên. Đã qua rồi thời chụp ảnh chỉ nhìn trực diện và gượng gạo. Những nét diễn tự nhiên sẽ giúp bạn có những shot hình đẹp, ý nghĩa hơn rất nhiều. Căn chỉnh ánh sáng, thời tiết để những bức ảnh được chất lượng, không bị nhòe, vỡ nét. Trên đây là những kiểu tạo dáng chụp ảnh với người yêu đang cực hot, được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Bạn và người yêu có thể chụp cùng nhau ở bất cứ nơi nào mà mình đến. Kali Bridal chúc bạn sẽ có được những bức hình thật đẹp và ấn tượng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!